Rồi ok, chào anh em nhé. Hôm nay thì mới gặp được một con máy 4 phét này. Đấy, cơ lai điện tử nhá, chạy bi áp sắt đây. Đấy. Thì con máy này thì khách gửi về cho mình hai máy, thì một máy để kiểm tra rồi, còn máy này thì nó bị khá là nặng. Thì mình cũng đã kiểm tra hết rồi, thì đến cái phần IC dao động. Đấy, đến cái phần dao động ấy thì nó lại gặp một cái vấn đề nói chung là khá là khó khăn. Đó chính là cái người thợ này người ta đã cạo sẵn, nói chung là người ta đã giấu nghề, người ta cạo IC rồi nhá. Đấy. Thì nói chung là thợ người ta cạo IC rồi, người ta không cho biết là IC đó là IC gì. Thì mình cũng đã dò cái sơ đồ chân, thì mình cũng sơ sơ thì biết là con IC này là con IC SG3525 đấy nhá, mình đoán nhá. Tại vì là cái chân 11 và chân 14 của IC này, đây là con IC 16 chân nhá, đấy. Thì là gốc của nó là cái chân 11 và cái chân 14 ấy thì nó được là cái chân cấp xung ra cho MOSFET nhá. Còn cái chân 15 và cái chân 13 là hai chân nhận dương nguồn, thì nó cũng trùng hợp với các con IC SG3525 luôn. Thì mình cũng đã thay rồi nhưng mà nó vẫn không chạy. Đấy. Nó vẫn không chạy. Thì mình không biết là trên đời này có IC nào nó trùng hợp hay không, nhưng mà mình thay con IC 3525 vô thì nó vẫn không chạy. Đấy. Mặc dù là mình đã kiểm tra tất cả linh kiện rồi nhưng mà nó vẫn không chạy. Đấy. Trên bo này thì nó dùng khá là nhiều linh kiện nhá. Đấy, thì tại là mình đã tháo rồi nhá, mình tháo hết rồi. Thì lúc này thì mình mới mót lại nhá, tức là mình mót lại cho mót lại mạch ấy thành một cái mạch dao động mới. Nó đơn giản hơn rất nhiều lần nhá. Đấy. Nó đơn giản hơn rất là nhiều lần so với cái mạch gốc luôn. Đấy. Mặc dù là nó vẫn cùng cái chức năng là tạo ra cái dao động khoảng tầm từ 3 cho đến là 400 Hz để mà chạy cái bếp sắt nhá. Nhưng mà mình đã mót lại thành một cái mạch mới. Nó vẫn cho ra cái tần số là từ 100 cho đến là có thể là lên tới 700 800 Hz luôn. Đấy, nhưng mà mình cho nó chạy là tần số là 400 Hz nhá. 400 Hz ấy tức là 400 Hz ấy. Đấy. Cái mạch mình này mình mót lại thì nó đơn giản hơn rất là nhiều lần so với cái mạch gốc của nó nhá. Đây này, cái mạch gốc của nó thì nó dùng khá là nhiều linh kiện nhá. Đấy, và mình đã mót lại thì nó chỉ dùng là 1 2 3 và đây là 1 4 linh kiện nhá, là nó tạo ra một cái mạch dao động cho bếp sắt, gọi là cho kích cơ ấy. Đấy. Rồi. Thì bây giờ đây là cái mạch này mình không biết là mạch của ai nhá, nhưng mà mình đã mót lại rồi nhá. Đấy. Nó cực đơn giản luôn, dùng IC dao động này KE3525 đấy, và một con tụ 104 này, một con biến trở để mình chỉnh tần số này đấy, và một con trở 100 ohm này đấy. Rồi cái mạch này thì mình đã mót lại nhá, mót lại rồi thì nó chạy ok nhá. Thì bây giờ thì mình thử test em xem là chạy hay chưa nhá. Rồi hiện tại là mình đã kết nối cái đầu sơ cấp của cái phét này vào cái sơ cấp bí năng nhá. Đây này, hai đầu sơ cấp đây đấy, mình kết nối bằng cái dây gạch cá sấu nhá. Đấy, mình tải thử thôi. Rồi đây là mình đã kết nối nguồn nhá. Đấy, bây giờ mình cấp nguồn dương này xem nó chạy không nhá. Đấy. Đấy. Cái biến áp này nó kêu y chang so với cái kích cơ mà nó dùng hồi tiếp nhá. Đấy. Nói chung là cái tần số này thì mình để cho nó lái là tần số là 400 Hz nhá. Đấy, 400 Hz. Rồi, còn em nào muốn mà tăng lên hoặc là giảm xuống thì có thể điều chỉnh cái biến trở nhá. Đấy, đơn giản thôi. Đấy, đây. Đây nhá. Đấy. Máy chạy kêu khá là ok nhá, tiếng kêu khá là hay nhá. Đấy. Rồi. Thì đó là cách mà mod đấy đấy là cái mà mình đã mod cái mạch này thành một cái mạch đơn giản hơn. Đấy. Nói chung là nó đơn giản thì tất nhiên là cái độ bền thì nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, độ bền thì nó sẽ cao hơn so với cái mạch ở gốc của nó. Thì mình không biết làm gốc này thì nó dùng IC gì và nó dùng như thế nào, nhưng mà mod lại thì nó chạy ok nhá. Thì ok thì mình mới mod cho khách nhá. Đấy. Khi mod lại thì mạch này nó đơn giản hơn rất là nhiều lần luôn. Đấy, chỉ dùng là đúng là 4 linh kiện thì tạo ra một cái mạch dao động nhá. Đấy. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra cái sơ đồ nguyên lý cho anh em xem là cái mạch tạo dao động cho bếp sắt với tần số là từ 100 cho đến là khoảng tầm vài trăm hertz nhé, là như thế nào nhé. Đây này, đây chính là cái mạch IC tạo dao động này. Đây này, rồi thì đây chính là cái mạch tạo dao động này bằng bi áp sắt này. Đấy, tạo dao động bi áp sắt 400 Hz nhé. Rồi ok, thì đây là mình dùng con IC SG3525 đấy. Rồi, và IC này thì nó gồm là có 16 chân, và đây đây chính là cái mặt khuyết này. Thì đếm từ mặt khuyết từ bên trái xuống nhé, là 1, 2, 3, 4 đến 8 này, qua đây là 9, 10 và đến 16 nhé. Đấy. Rồi, ok. Thì mạch này đơn giản thôi. Thì chân 1 bỏ này, chân 2 nối chung với chân 16 này, 3, 4 bỏ nhá.
chân 5 nối qua một con tụ 104 nhé, và đầu xúc mét nhé. Chân 6 nối qua con chở 18 kg và đầu xúc mét. Con chở này thì nó cho ra cái tần số là khoảng 400 Hz nhé, 400 Hz. Còn anh em nào mà muốn chỉnh cái tần số riêng biệt đấy thì có thể nối tiếp qua một cái con biến chở khoảng tầm là 50 kg nhé. Đấy, còn đây là mình dùng cố định là con 18 kg này, nó cho ra cái tần số lái là khoảng tầm là 400 Hz nhé. Đấy, và nối xúc mét, mét là mét âm 12V nhé. Chân 7 nối qua con chở 100 ohm và đầu xuống chân 5. Chân 8 bỏ, chân 9 bỏ này. Chân 10 nối chung với lại chân 12 và nhận điện áp là âm nguồn nhé. Chân 13 nối chung với lại chân 15 và nhận điện áp là dương nguồn nhé. Đấy, dương nguồn. Và từ cái điểm dương nguồn này này, tức là từ chân 13 này thì nối qua cho mình là một con tụ lọc nguồn 100 mi 25V, và âm tụ thì quay về chân 12 nhé. Đấy. Rồi, còn chân 11 này thì nối qua một con chở hạn dòng 10 ohm và đấu vào chân GFET nhé. Đấy, đấu vào chân GFET nhé. Tức là cái chân sung ra ấy. Và chân 14 này cũng nối qua một con chở hạn dòng 10 ohm này và đấu vào chân GFET nhé. Tức là bên vế còn lại ấy. Cũng là cho ra tần số là sung ra là 400 Hz nhé. Đấy. Rồi, và nếu như mà anh em muốn cắt cái cò bóp ấy là cắt ở dương nguồn nhé. Đấy, nếu mà cắt cò bóp ấy là phải cắt ở dương nguồn nhé. Nếu mà cắt âm nguồn là không được nhé, phải cắt ở dương nguồn thì nó mới được nhá. Đấy, cắt ở nguồn nên là nó sập trực tiếp cái điện áp 12V không có tần số vào trên G là chết phét nhá. Đấy, cho nên là phải cắt ở dương nguồn. Rồi, đó là cái mạch tạo dao động cho bi áp sắt nhá. Đấy, cực kỳ đơn giản luôn. Đây này, cực đơn giản luôn, chỉ dùng đúng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 linh kiện, 7 linh kiện này là được một cái mạch dao động nhá. Quá đơn giản luôn. Đấy. Rồi, đây, đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình ráp vô mạch và mình test cho anh em xem là nó chạy hay không nhé. Ok, hiện tại là mình đã ráp tất cả vào hộp nhé. Đấy, thì đây mình tạo thử nhé. Đây mình tạo một cái sợi dây này nó hơi nhỏ cho nên là yếu, hơi yếu nhé. Rồi, bây giờ mình thử kẹp cò bóp nhá, xem mà chạy gì nhá. Đấy, đây, bóng đèn nằm, bóng đèn sáng nhá. Máy kêu nhá. Đấy, máy chạy ok nhá. Phét thì hoàn toàn là không nóng nhá. Đấy, không nóng nhá. Bởi vì là chạy cái bếp sắt này thì phét rất là mát nhá. Đấy, phét rất là mát. Nó chạy cái tần số thấp cho nên là phét này nó chạy rất là mát nhá. Đấy, không nóng nhá. Rồi. Máy này chạy ok rồi nhá. Đấy. Tần số lái 400 Hz đây, kích cả cơ lai điện tử. Có cái phần băm đầu ra nhá. Đấy, ok. Bây giờ là ráp hộp rồi bàn giao lại cho khách nhá. Đấy, ok. Rồi, chúc em thành công nhá.